ba. Ok ok. Bắt đầu quá. Rồi, Minh Vương là người thắng cuối cùng được 5 lít. Có cần xin trợ giúp không? Em gần tì ra được rồi. Sao chiều mày ngồi đây thẫn thờ làm gì ấy? Anh Hùng ạ? Ờ? Em đang ngồi suy nghĩ gì? Một câu đố. Câu đố á? Câu đố gì? Anh có giải được không? Ủa mày học giỏi nhất trường mà có cái câu đố mà anh phải nhờ tao giải á? Câu đố này nó khách lão quá. Thế như nào? Nói ra để anh xem anh giải quyết cho. Chắc thằng nào ở lớp thách đố đúng không? Hôm nay mày thấy anh có cái khẩu trang có uy tín không? Chồng uy tín luôn. Đeo cái này thì giải đấu có được không? Thôi nói đi để tao xem tao có giải quyết được không. Riêng với cái trình độ giáo sư gọi là vũ trụ học của anh thì mày có đố 100 câu anh giải được. Đấy, đố thế nào? Ba con mèo trên cây cứu một con mèo con. Hỏi trên cây có bao nhiêu con mèo? Ba con mèo trèo lên cây cứu một con mèo con. Hỏi có mấy con mèo? Hỏi trên cây có mấy con mèo? Mày đùa tao à? Mày đùa tao, mày biết trình độ tao cấp nào không? Mày hỏi cái câu như kiểu là hỏi nước mẫu giáo ấy. Ba con mèo nhá, trèo lên cây dưới một con mèo là tổng là 4 con. Ôi giời, đơn giản thế không đó. Giời, 4 con mèo thì ai ta đố? Thế là như nào? Nghe nhá, mang tiếng đầu ấp gọi là chiêm tinh học của anh. Ba con mèo, ba thì gọi là bố. Bố của con mèo trèo lên cây để cứu con mèo con đấy. Thì trên cây chỉ có 2 con thôi. 2 con thôi. Đúng không? Ba con mèo là bố của con mèo. Ba là bố. Ừ đúng, ba là bố. Thế bố là một à? Ừ, trèo lên cây để cứu con mèo con. Chỉ trên cây chỉ có 2 con mèo thôi. Mày đố mẹ tao đúng không? Không. Bố láo. Là đầu óc chưa tinh học rồi. Rồi mày ngồi im đấy. Mày ngồi im. Mày đố mẹ đúng không? Đấy nha, bị thằng này nó chơi khăm. Đấy là đố mẹ nha, mình không kiểm chấp. Bây giờ mày đố mẹ anh nhá. Bây giờ mày có dám thử thách với anh là anh đố lại mày, mày giải được không? Em cái gì em sẽ giải được mà em đầu óc của em là đó. Nhưng mà anh đố theo kiểu khoa học, đố theo kiểu dạng là nó phải thật cơ chứ không phải đố mẹo như mày. Kiểu gì em mày có dám chơi không? Chơi có thưởng luôn. Có thưởng chơi nhá. Ok, đi ra đây. Thằng này dám chơi thách đố với mình, bây giờ mình phải đố lại nó cay cái câu vừa nãy của anh em ạ. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Ok. Đấy anh em ạ, thì hôm nay để gọi là lâu lâu rồi anh em mình ôn luyện lại cái trình độ gọi là lão học đấy cho nó gọi là đẳng cấp. Thì hôm nay mình tổ chức một cái cuộc thi là thi đoán chữ các bạn nhé. Đấy, thi đoán chữ có nghĩa là mình sẽ tạo ra rất nhiều những cái chữ không có cái ý nghĩa gì cả. Nên nhiệm vụ của anh em là phải ghép được vào thành những cái chữ ý nghĩa. Và cái chủ đề hôm nay là mình làm về con vật nhá. Tất cả chỉ liên quan đến con vật thôi. Anh em cứ nhìn chữ mà đoán con vật. Mình là người tạo ra trò chơi này nên chắc khả năng mình không nên chơi tại vì trò chơi mình khá rồi. Nên là hôm nay là sẽ thi đấu cặp nhá. Ví dụ như là hai đây một cặp, thi xong nếu ai thắng thì sẽ vào chung kết. Ừ, thế Caramel không được chơi à? Caramel thì là cho ăn thôi. Ở đây thì có rất nhiều những cái món đồ ăn. Đấy, anh em có thể thấy này. Đây có rất nhiều đồ ăn, nếu mà hai cặp đấu với nhau mà cặp nào mà người nào mà thành chiến thắng thì được bốc thăm. Đấy, bốc thăm để được bất kỳ một cái đồ này ở trong này. Nhưng mà ai bốc cái gì phải ăn cái đấy nhá. Ví dụ đen bốc phải ớt thì cũng phải ăn nhá. Kể cả thắng nhưng mà bốc phải cái này vẫn phải ăn. Đấy. Con gấu ấy chuẩn bị ăn này. Thôi ok. Thì bây giờ không nói nhiều nữa thì mình bắt đầu vào cuộc thi nhá. Thì cho ai chọn mấy ai một cặp bây giờ nhỉ? Cho anh là người giám khảo mà. Thì cho có khi cho Sinh với Vương đây. Sushi mày... cho nó công bằng. Sushi à? Ai ghét về đội best nhất về đội nhất. Ok. Đấy. Thế cả 4 sushi đây. Đâu, hai người này sushi nhất, đội nhất. Dương với lại... Sushi. Bét. Ôi. Bét, bét. Đấy, không tài luôn. Đấy, người ta gọi. Hai đội cử đại diện để xem ai phía trước đấy. Cho anh đội đại diện. Cho anh đội đại trước đi. Rồi, ok. Anh đi trước đúng không? Nhưng mà ai thắng thì... Đội nào thắng thì là hai người của đội đấy được thi trước. Còn hai đội này ta chờ tí thi sau. Ôi, giời, ok. Đi ra. Từ từ mình tĩnh. Bây giờ Dương mới nhất đứng ở đây. Rồi. Chúng tôi đã được thi trước. Bây giờ nhá, bây giờ hai người cùng bốc một tờ và cùng đoán ai đoán nhanh ở đây thắng. Anh bốc cho anh chọn. Rồi đấy, bắt đầu nhá. Đoán đi. Bắt đầu luôn. Wow. Cái này khó thế nhỉ. Không, cứ để tự nhiên, ai nói trước người đây thắng không cần phải đếm giờ. Cá sấu. Không phải. Sai rồi. Lại. Không, chưa được, chờ nhất KT đã. Từ này là từ đu rớ gì nhỉ? Tưởng đơn giản à, tưởng dễ ăn à. Gió. Ai à? Gió. Sâu gió. Ai à, được, chọn. Ok, đã nhất.
không, được, tất cả đều được ăn. Đây bây giờ thì thua thì ra ngoài nhưng vẫn được ăn. Bốc đi. Xem được ăn cái gì ở trong này. Em được bốc à? Ừ, ai được bốc mà, ai được ăn mà. Sữa Fami. Đây, giờ cà xê được bốc sữa. Nếu mà em chiến thắng thì em bốc vào cái này thì sao? Đấy, cái đấy là cái gọi là cái may mắn của em thôi. Em vẫn thắng nhưng em bốc vào cái này em vẫn đen nhỉ? Ai thế? Trò chơi không có bằng bánh bông lan. Ờ, bông lan đây, ok. Bây giờ đến cặp Sinh với Vương đi vào. Có cây mút mà? Không có. Giờ cà xê đoán vội đoán vàng, cuối cùng là đã bị phạch. Bây giờ nhất KT là chờ để thi đấu với một trong hai người này nhá. Bây giờ hai người này bốc này. Đâu, ý là phần thưởng cuối cùng sẽ được 500.000 mà. Cuối cùng là 500.000. Còn ai cũng được ăn hết. Ai cũng được ăn hết. Bốc một tờ thôi, cả hai cùng đoán. Lấy cái tờ nào nó bé bé thôi. Ui giời, to bé không quan trọng. Mở ra đoán luôn nhá. Ra xuống. Đây, thế nào? Người nhìn rõ nhá. Đấy. Ra xuống. Vương đâu? Chó sói. Đấy. Chó sói. Chuẩn luôn. Sinh nhật đứa, nhật mắt. Xem nào, có đúng cho sói không? Sói mà. Chó sói đúng. Thôi. Ra thì mình nghĩ ra rồi nhưng mà rất tiếc là em chậm rồi. Bây giờ em bốc đi. Bốc ăn. Quan trọng là cái này nè. Bốc ăn. Ăn bốc là bỏ hết là toang. Ăn Vương tự bỏ hết. Quá sai. Rồi được xem nào. Tranh biết ra chính tả cơ. Bắt lôi luôn. Thôi được rồi, ăn đi. Quả gì đây? Kẹo à? Kẹo đây. Đen mà. Đây là nhân phẩm, đây là nhân phẩm. Thôi cũng gọi là bù đắp cho Sinh 09 là ít ra thua vẫn được cái kẹo ngọt. Đâu rồi, thằng ăn chanh chua đâu rồi? Ăn này. Hả? Không có súp gì cả. Chua đấy. Chấp nhận thì gì? Thôi được rồi, nuốt nước chưa? Nước xem nào. Cắn miếng nước này. Vớ vá vẩn. Thôi được rồi, vào trận chung kết nhanh. Trận chung kết đây rồi. Tí nữa cho cameraman một mình thi một phát. Giờ các xe thua rồi. Bây giờ nhất mới lại Minh Vương. Ai dạ, cho Minh Vương chọn. Em muốn chọn cái gì chọn. Bây giờ còn mấy lá thôi. Đây. Rồi để anh xem trước á. Giờ giờ hộ cái cho khán giả xem đấy. Nào. Tan. À ngược. Đấy nhất nó đang liếc kìa. Trước này có hơi khó. À chuẩn bị nhá. 2 3 bắt đầu. Cái gì nhỉ? Đại bàng. Đúng mẹ rồi. Đúng không? Đại bàng luôn. Đại là bàng. Ok. Vỡ đầu luôn. Rồi. Minh Vương là người thắng cuối cùng được 5 lít. Ok. Lắm. Bây giờ là nhân phẩm. Sợ bốc một ớt lắm. À bim qua. Bim gì? Bim này. Bim que à? Đây. Để Vương bốc đi, cho mày ăn nốt quả ớt đi. Thế mình bốc được cái này rồi. Thằng này được 500.000 kéo bốc một ớt lắm. Kẹo mút à? Ok nhá. Bây giờ còn mấy lá thăm nữa nhỉ? Bây giờ là cho những người thua cuộc đấu với nhau phát. Bây giờ là thằng Minh Vương này nó đã được 5 lít rồi. Ok, thằng này rất là nhanh. Nhất KT thì háo táo. Thằng này rất là háo táo này. Bây giờ là hai người thua cuộc sẽ thi tiếp với nhau. Ok. Trái phải. Bây giờ là còn hai ông thua cuộc này. Bây giờ còn hai tờ, chọn đi, chọn một trong hai. Lấy cái này đi, lấy cái dưới. Đây để cho Vương mở đây. Vương mở đi cho anh, cho khán giả xem đã. Thua. À, chuẩn bị rồi. Bắt đầu nhá. Đây nhá, khán giả nhìn hết rồi nhá. 1, 2, 3. Đoán đi. Úi giời. Toàn các dân chơi mà không biết à. Cấm nhắc. Này cấm nhắc. Anh em cấm nhắc. Úi giời. Ai thua phát này phải hít đất nhá. Người thua rồi mà thua tiếp phải hít đất đúng không? Còn trứng quả ớt nữa đây khó vậy. Lại còn trứng quả ớt nhân phẩm này nữa thì thôi đấy. Có thế nhỉ? Một thằng quả ớt, một thằng quả chanh vào này. Nếu mà ai xin bật mí thì hít đất 10 cái, cho bật mí một câu. Em biết rồi đấy. Nhưng mày cấm nói, thắng cấm nói. À biết rồi. Cấm nói. Những người thi nó mới tâm lý em hiểu không? Từ này rất là khó tại nó rất dài. Nhưng mà lại rất là quen thuộc. À, có cần xin trợ giúp không? Không cần, em gần tìm ra được rồi. À. Rồi, cái rồi anh nhá. Này mấy thằng này đi ra. Xin trợ giúp đi, hít tất 10 cái là được trợ giúp từ đầu tiên chứ có gì đâu. Rất là căng thẳng anh em ạ. Cá mập trắng. Đúng rồi, có phải không? Đúng rồi. Đúng rồi.
mình dịch ra là cá mập rồi, nhưng mà mình lại chỉ nghĩ là cá mập búa hay là cá mập thôi. Chữ T giờ đây đây, chữ T giờ đây đây, trắng đây đây. Dài luôn. Ví dụ như là cá mập thì là xong lâu rồi. Nhưng mà đây chữ trắng thì có chữ T giờ đây. Thôi. Nghĩ là cá mập. Nhân phẩm, nhân phẩm. Cá mập trắng. Nhân phẩm, nhân phẩm. Ra đi ăn con lắm rồi. Quá chanh nhỉ. Dưa cà xê đã đi ăn còn lắm luôn. Mì tôm cay. À, đây đây, ok. Thôi được rồi nhá, bây giờ thì cuộc thi cũng đã cho xin cái kẹo. Cuộc thi cũng đã xong rồi, bây giờ còn mỗi ông camera đứng từ trước giờ. Camera đấu với em cuối cùng. Không, nhất KT đi ra để camera một mình một chiến tuyến. Camera không vào thắng. Ok các bạn nhé, còn mỗi ông camera đứng đầu, không có đối thủ nào thi nên là mình thì chắc không dám thi với camera rồi. Bây giờ camera thì mình nhá. Bây giờ Vương mở ra cho anh để cho khán giả xem trước này. Anh là người tạo ra trò chơi thì anh phải biết chứ. Nhìn phát biết luôn. Quả ui, camera thì đúng cái từ dài nhất này, đúng từ mình dài nhất ạ. Ok, bắt đầu đi. Đẳng cấp hiểu chưa? Anh em không được nhắc nhá, đi ạ. Biết luôn, không cần nói nhiều. Đi ra. Ta từ biết luôn. Đi ra. Camera trông rất là bác học nhá, đeo kính này. Đấy. Nhìn phát biết luôn. Xe ngồi lệch 3/4 này. Đoán được chưa? Biết từ gì chưa? Có là mình xin chịu thua. Hả? Chịu thua. Em đoán rắn đuôi chuông. Đúng luôn, ối giời ơi. Mang tiếng một thợ săn rắn, đứng cạnh một thợ săn rắn mà không ra được con rắn đuôi chuông này. Đây này, chữ giờ đâu nhỉ? Rắn này, đuôi này, chuông này. Thôi cảm thấy giả đúng rồi, hôm nay không thi là đúng rồi. Thế mà vẫn thua. Thôi bây giờ bốc ăn đi. Quả chanh. Lương khô. Yeah. Không phải quả chanh à? Ôi sao có cái kem ở đấy này? Kem đâu này? Anh này, kem này. Em là người đấy, cho. Đoán được nhiều nhất. Thôi còn mỗi quả chanh này, thằng nào thoát này. Đấy anh em ạ, cái cuộc thi hôm nay nó lộn xì ngộn quá. Anh em loạn hết cả lên. Đấy nhưng mà cuối cùng thì người thắng cuộc ở đây phải là thằng Minh Vương. Nó được 5 lít, nó rất là nhanh. May thua thằng Minh Vương còn vớ va vẩn. Thua mỗi cái đại bảng thì cũng dễ hơn. Đấy. Sinh 09 thì cũng thua này. Dương KC cũng thua, Dương KC là thua nặng nhất, phải ăn ớt. Đấy, còn mình thì là nhà vô địch tại vì mình không phải chơi. Mình là người tạo ra trò chơi. Thôi, clip của mình hôm nay đến đây là hết nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.